Xin chào các bạn. Trong video này thì Quốc xin hướng dẫn cho các bạn đăng ký thông tin payment trong tài khoản Xmode và chia sẻ cho các bạn một tip cũng rất là hay trong việc là làm sao để mà Xmode gửi cái mã pin về để kích hoạt trong cái tài khoản Xmode của bạn để mà nhận tiền ha. Trước hết các bạn mở tài khoản Xmode ra và các bạn chọn trong cái phần menu ở bên phải, các bạn chọn phần payment và các bạn chọn setup payment. Thì cái form setup payment nó hiển thị lên, thì các bạn cần phải điền đầy đủ thông tin, tên là tên trùng với tên giấy chứng minh của mình ha. Đấy thì các bạn lần lượt điền tên và địa chỉ chính xác của mình vào ha. Nếu trường hợp nào mà các bạn không nhận được mã pin quá 1 tháng thì các bạn 1 tháng rưỡi thì các bạn upload giấy chứng minh lên để mà xác nhận cái tài khoản của mình ha. Rồi thì như vậy thì Quốc đã set up về cái thông tin payment. Thì trong cái phần tiếp này thì các bạn nên điền kìa, đối với các bạn nào mà làm ở thành phố ở xa thì các bạn cần phải điền đúng cái chính xác cái địa chỉ quê của mình. Thì thường thường ở quê thì chúng ta khi mà Google Xmode gửi mã pin về thì chúng ta có thể là dễ nhận được hơn là ở trên thành phố, khi các bạn ở trên thành phố, bởi vì nhiều cái bưu điện cho nên chúng ta sẽ dễ bị thất lạc hơn trong cái việc nhận cái mã pin. Ở một huyện xã thì chỉ có một bưu điện mà thôi.